đâu. Thì hôm nay Cindy có mời hai bạn khách mời, đó chính là ba bạn khách mời, đó chính là Candy và bạn học của Cindy. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Và mọi người đang thắc mắc thì còn một bạn nữa đúng không? Đó chính là bạn này nè, bạn Nhiếp. Bạn Nhiếp này. Bạn Nhiếp. Bạn Nhiếp này. Bạn Nhiếp này là bạn của Cindy, tặng cho Cindy. Hai miếng gì? Hai miếng gì? Chị Chị Lăng. Tên của bạn là Chị Chị Lăng. Chị Chị Lăng. Chị Chị Lăng. 快两岁。 sắp 2 năm rồi. Sắp 2 năm tuổi là 2 tuổi đó mọi người. Ờ hô. Chị ấy hả là sinh nhật, mình chị đồng không? Mình thiên. Ngày mai là sinh nhật của bạn Nhiếp này là tròn 2 tuổi. Ngày mai là ngày 19 tháng 4. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào. Xin chào. Rồi, xin chào, xin chào. Rồi. Rồi, mình chị đã chú ý không chị không mà? Nhưng chung quan chị. Bạn ấy nói là cái bạn Nhiếp này không được cho ăn nhãn xuân là hành tây, khăn sẽ là cà chua, phải không ạ? Phải rồi, phụ thảo. Phụ thảo là còn nho, hả? Chưa sao à? Mình chưa sao à? Không, chưa sao. Chưa, còn chưa sao à? Hài xíu. Hello. Hà tổ phạm, chứ đâu mà. Hà tổ phạm. Hà tổ phạm. Hà tổ phạm. Nó, con Nhiếp này nặng 600 gram, hổ phạm hả? Hai công trình rồi. À, cái nó là cái gì? 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 Hoạt động vào buổi tối giống như con rắn và con gì đó. Con gì? Con. Ghost. Hả? Quẹo. OK. Rồi, sau đó thì tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu gì? Bạn là chủ nhân đấy. Nó trên người có rất nhiều cánh, rồi không biết. Nó là Phi Châu. Phi Châu Mỹ. Phi Châu Mỹ. Cái này là Cindy không biết dịch sao, nhưng mà theo Cindy dịch là cái loại này là loại Phi Châu. Châu Phi. Châu Phi mini Châu Phi. Nhiếm mini Châu Phi. Thì cái này loại này thì là khá nhiều người nuôi luôn á. Thì loại này là xin hình như loại màu nâu, cứ cà phê sơ bạc. Hay là này sơ, này sơ cà phê sơ. Cà phê sơ. Thì có màu trắng với lại màu. Ủa hai mươi quần đâu. Chân à. Chị thảo mới thôi. Đó, ra chị ạ. Ở xì sáng ngoài. Ở xì sáng ngoài chỗ. Để tuần chân. Chân. Hảo trả lên chân. Bạn ấy đó là lúc mà về từ sân bay đã mua bạn ấy ở gần sân bay. Cái giá tiền là khoảng 230. Khoảng thôi, bạn cũng nhớ nữa. Còn thôi rồi. Còn thôi tiếp theo mà. Mình thấy khó ai mà. Mình chưa đợi hát khó ai mà. Hay gì? Mình sợ mùa hơi sáng nhiên mà. Không phải à. Ta chú bạn mà.我要呢不行了好爱我要打他水妈呀一天一次而已饲料一次从不一定从香肥就所以他一整天只吃一次哦对对对太饿了过来过来他九九二还是会吃吧他吃什么吃到一半就跑了好香他再去咬哦好香你要吃哦 不要，那我这板尼嘛，ăn sâu hoặc là cũng có thể ăn đồ ăn của những của chó và mèo, nhưng mà bạn của Cindy mua về chuyên của con nhím, đồ ăn của con nhím luôn, nó sẽ tốt hơn cho con nhím. Có này là giống như phần thưởng của nó, con sâu. Thì đây là chó ưu tiên mà. Đúng rồi. Đúng rồi, chó ưu tiên mà. Ừ. Mình khăn vừa là. Ê, ta ra chú nó kìa. Không, cho dụ nó ra, bỏ ra đây. Đấy, đấy. Ê, đấy. 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 Nó thích chui vô một cái gì đó. Cái tối tăm. Tối tăm. Tối á. À. Nó giống lai chuột quá hả? Ê, bây giờ.
我在引跳出来了，哦，关，他闻我手哎，拿什么？你闻到腥了，那个啥哦？好臭！你闻到他的刀痕啊？好了，不要给他。那是hoạt động vào buổi tối hả？好像他跟我一样的单动物，喝饱了吧？有了，还在吃。啊，好好心啊！啊，你家嘞？我家嘞？我的家嘞？好可怜哦。嗯，好乖。这家给他，这都是最好的食物吗？多胖啊！都是算还好，给他一个。但店里最好的吗？应该是吧，店里才一种啊，怎么不知道？哇，他喜欢吃。哎，给我，等一下。哎，吃喂。嗯，我怕他。再来。他很小只，但很怕他。给我。嗯，干嘛？你会想他吗？还好吧。还好。你不要虐待他就好。不会啊，好了，开玩笑。哦。好饿啊！哦，你养刺猬，你说好饿，我就讲错啊。有，放心，以后我会传达给你的。喂，希望他还活得好。一年吧，可以活这一年。吃啦！还有这里啦！哇，吃都会碎耶。在包里。啊！不要！走。他快跌倒了。没，他不要，他黏我们。Các bạn mọi người, nếu mọi người thích cái bản nhím này thì nhớ cho Cindy một like, đừng quên subscribe nữa nhé. Thì mọi người comment bên dưới là mà muốn có muốn quay những hoạt động của bản nhím này không nhé. Và bye bye. Bye bye.